là một con máy chạy nước nha anh em, còn rất là siêu đẹp luôn. Đó, dàn gầm anh em thấy không? Ở đó đó, anh chưa chốc sơn em ở đó mình xíu. Lưới bọng còn ngon đẹp lắm. Thân chào anh em nha. Thì đây là một con máy DC93G em mới vừa hạ bồn, đang chuẩn bị giao về An Giang. Quá đẹp luôn nha anh em, con này cực kỳ đẹp luôn. DC93 kit nha. Dòng kit này thì in. Rồi, lên máy xong rồi nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha. Anh em nha, hiện tại giờ đang có khách lựa máy 93 nha anh em. Đó. Rồi, chiếc 93 này còn đẹp lắm nha anh em. 93 chạy lướt. Rồi, xong con máy này nha, DC93G. Đây là máy Thái nha, TH nha. 1747 xịn luôn. Còn rất là mới nha nè. Động cơ đây ha. Chào mừng những khách nha anh em. Đây khách mua máy bên An Giang qua tới nha. Ở bên xa qua ha. Rồi đây. Đang cần sau tiến hành làm hạ bột. Rồi chào anh em. Thì bữa nay tiếp tục làm ha. Đây để em quay cái độ mới của nó cho anh em xem nha. Mở đèn lên. Đây. Số còn rất là mới luôn. Mới chát luôn. Đó. Này em chưa có vệ sinh kỹ à, vệ sinh kỹ thì còn đẹp lắm, nhông bông đây, ốc bảy màu hết, rất là đẹp. Bây giờ thì em đang bắt đầu giật cái bồn ra nha, đây động cơ đó đây nha, trời hơi tối cho nên em thông cảm nha. Giật cái bồn này ra, để lên cái bồn hứng bao cho con máy này nha. À. Rồi cái bồn inox em mới vừa chế xong luôn, là mới gắn vô ha, còn dán tem nữa là xong nha. Đây là cái loại em làm hai bồn hứng bằng inox nha, xài ngon lành luôn, khỏi sợ xét gỉ gì hết nha. Đây, bồn cuốn rồi đã sơn cho khách, là yêu cầu khách dàn chân thì giữ nguyên nha. Mấy cái này giữ nguyên hết, chỉ có bồn cuốn là em sơn cho khách thôi. Rồi, chiếc 93 này giờ xong rồi nha anh em. Đó. Đang rửa nên là xong. Đó, lắp đầy đủ chân luôn. Rồi, xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây. Cho anh em dễ nhận diện nha.